Fort Plotting. Đây là bản tin VOA Express của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 26 tháng 9, 2012. Trà My kính chào quý vị. Việt Nam bác bỏ chỉ trích của thế giới về bản án của blogger điếu cày Tạ Phong Tần, Anh Ba, Sài Gòn. Việt Nam y án các nhà hoạt động công giáo ở Vinh. Trung Quốc khai trương hàng không mẫu hạm đầu tiên giữa căng thẳng tranh chấp Biển Đông. Đó là một số tin đáng chú ý. Sau đây là bản tin chi tiết. Việt Nam bác bỏ những chỉ trích dồn dập và mạnh mẽ của thế giới về các bản án nặng nề đối với ba blogger Điếu Cày, Anh Ba Sài Gòn và Tạ Phong Tần. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị ngày 25 tháng 9 khẳng định chính quyền Việt Nam luôn tôn trọng và bảo vệ quyền tự do của công dân. Ông Nghị nói các hành vi vi phạm pháp luật của ba blogger này bị xử lý theo luật pháp Việt Nam, phù hợp với quy định luật pháp quốc tế về quyền con người, trong đó có Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị của công dân. Vẫn theo lời ông, phiên sơ thẩm hôm 24 tháng 9 xét xử ba thành viên chủ chốt của Câu lạc bộ Nhà báo Tự do đã diễn ra công khai và đúng luật. Ngược lại, thân nhân và những người ủng hộ cho các blogger này cho biết là họ đã bị lực lượng an ninh ngăn chặn, giam giữ, không cho tham dự phiên tòa bằng nhiều hình thức, kể cả dùng võ lực. Ba nhà báo tự do gồm Điếu Cày bị 12 năm tù, Tạ Phong Tần lãnh 10 năm tù và Anh Ba Sài Gòn bị kêu án 4 năm tù về tội tuyên truyền chống phá nhà nước, là tác giả của các bài phản ảnh quan điểm về tham nhũng, chủ quyền đất nước, bất công xã hội, cổ suý cho dân quyền và kêu gọi dân chủ. Việt Nam nói, trong số hơn 400 bài viết của họ đăng tải trên blog, có 26 bài có nội dung xuyên tạc, chống nhà nước. Hoa Kỳ, Liên hiệp châu Âu và Liên hiệp quốc đồng loạt lên tiếng bày tỏ quan ngại sâu sắc trước các bản án khắc nghiệt đối với blogger Điếu Cày, Tạ Phong Tần và Anh Ba Sài Gòn. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói, ba bản án này là động thái mới nhất của Việt Nam nhằm hạn chế quyền tự do ngôn luận của công dân. Liên hiệp châu Âu kêu gọi Hà Nội tôn trọng các cam kết quốc tế và trả tự do ngay lập tức cho các blogger. Cao ủy nhân quyền Liên hiệp quốc gọi quyết định của Hà Nội là một điều đáng tiếc, phản ánh xu hướng ngày càng tăng giới hạn quyền tự do ngôn luận của người dân tại Việt Nam, đặc biệt là đối với những người lên tiếng chỉ trích nhà nước. Người đứng đầu cao ủy, bà Navy Pillay cho rằng việc tòa phán quyết ba bản án nặng nề trong phiên xử kéo dài chỉ vài giờ đồng hồ đặt ra nghi vấn về quyền của bị can được có một tiến trình xét xử công bằng. Cùng lúc, ngày 25 tháng 9, thượng nghị sĩ Ron Boswell của Australia ra thông cáo lên án việc cầm tù ba thành viên câu lạc bộ Nhà báo Tự do là một vết nhơ cho nhân quyền Việt Nam. Ông Boswell nói, chính phủ Việt Nam đang cố tình dẹp sạch tất cả những ý kiến bất đồng bày tỏ trên mạng Internet như họ từng làm qua việc cấm báo chí tư nhân và kiểm soát chặt chẽ báo chí nhà nước. Thượng nghị sĩ Boswell kêu gọi chính phủ Australia cấp thiết phải có hành động hơn nữa thúc đẩy cải thiện nhân quyền tại Việt Nam. Hôm 24 tháng 9, Chủ tịch nhóm nhân quyền Việt Nam tại Quốc hội Mỹ, dân biểu Loretta Sanchez, cũng ra thông cáo phản đối mạnh mẽ bản án và phiên tòa bất công của ba blogger Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần và Phan Thanh Hải. Hai tuần trước, Hạ viện Quốc hội Hoa Kỳ đã thông qua dự luật nhân quyền Việt Nam HR-1410 và nghị quyết HR-484 về nhân quyền Việt Nam, một lần nữa thể hiện sự quan tâm sâu sắc của giới lập pháp Hoa Kỳ về tình hình nhân quyền xuống dốc ở Việt Nam và kêu gọi Hà Nội thay đổi. Theo dân biểu Sanchez, thì bản án dành cho bà blogger Điếu Cày, Tạ Phong Tần và Anh Ba Sài Gòn cho thấy rằng rõ ràng nhà nước Việt Nam không tôn trọng chính sách và khuyến nghị nghiêm túc của Mỹ. Và vì vậy, Washington cần phải hành động ngay lập tức trước những sự đàn áp nhân quyền tồi tệ ngày càng gia tăng ở Việt Nam. Ngày 26 tháng 9, Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam có trụ sở tại Pháp đã gửi thư cho Tổng thống François Hollande yêu cầu lên tiếng can thiệp cho ba blogger Điếu Cày, Tạ Phong Tần và Anh Ba Sài Gòn. Chủ tịch Ủy ban, ông Võ Văn Ái cho biết. Qua thư ngõ, tôi yêu cầu Tổng thống Pháp François Hollande can thiệp cho ba nhà blogger vừa bị xử tại Sài Gòn và cho nhân quyền Việt Nam. Nước Pháp đang chủ trương một cái nền ngoại giao thân hữu và kín đáo với Việt Nam trên phương diện nhân quyền. Tôi kêu gọi nước Pháp phất cao ngọn cờ nhân quyền, đứng cạnh những người Việt Nam bị áp bức. Trước đó, hàng loạt các tổ chức bảo vệ nhân quyền trên thế giới, trong đó có Ân xá Quốc tế, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch, Tổ chức Phóng viên Không Biên giới, đã đồng loạt lên tiếng chỉ trích các bản án dành cho blogger Điếu Cày, Tạ Phong Tần và Anh Ba Sài Gòn. Điều mà họ mô tả là hành động vô nhân đạo, vi phạm nhân quyền, gây phẫn nộ cho thế giới. Hai ngày sau phiên xử ba blogger của Câu lạc bộ Nhà báo Tự do, hôm 26 tháng 9, Việt Nam tuyên bố giữ y án đối với các nhà hoạt động công giáo trẻ ở Vinh.
Sau vài giờ xử phúc thẩm, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An tuyên bố giữ y án đối với nhà hoạt động Trần Hữu Đức và Đậu Văn Dương, lần lượt là 3 năm 3 tháng và 3 năm rưỡi tù giam. Nhà hoạt động Chu Mạnh Sơn được giảm 6 tháng so với án sơ thẩm 3 năm tù giam. Thân nhân của các bị can cho biết, dù nhà nước tuyên bố đây là phiên xử công khai, nhưng cũng như phiên sơ thẩm trước đây, thân nhân của bị can không được mời tham dự phiên tòa. Sau khi tranh đấu quyết liệt trước cổng tòa, gia đình các bị can mới được vào dự. Bà Hoàng Thị Lan, mẹ của nhà hoạt động Đậu Văn Dương, cho biết. Chỉ có chú Minh Sơn là công nhận tôi, đây là họ giảm cho 6 tháng thôi, chứ Lê Dương thì Đức thì là không công nhận, vì là nãy trên biểu tình là quyền của dân, cho nên là cái này là không phải là tôi. Nhưng mà tòa thì họ không chấp nhận, cảm thấy là cứ oán mà cứ kéo oán mãi mà kéo không được. Những người ủng hộ cả Lương lẫn Giáo đã tập trung đông đảo trước cổng tòa, kêu gọi trả tự do cho các nhà hoạt động này và đòi vào tham dự phiên tòa. Họ cho biết là đã gặp phải sự ngăn cản quyết liệt của lực lượng an ninh và đã xảy ra xô xát. Một số người bị bắt bớ. Trong số các nạn nhân bị hành hung sáng nay, có người nhà của nhà hoạt động Đậu Văn Dương. Bà Lan thuật lại. Ba con đi đùng lắm, đập trẻ mỏ, đống án, hình hài dẫn nhiều lắm, ác lắm. Hình lấy kem sát, hình kem ngắn, cầm ham lấy nên như kiểu mà kem còn lại xin lời như kiểu kem con chó rồi mà. Cũng án bởi nghĩa là hình đựng váy mà cái có lè, một người dẫn có lè đến 10 người cũng án. Các nhà hoạt động này bị bắt và bị cáo buộc tội tuyên truyền chống nhà nước sau khi họ phân phát truyền đơn kêu gọi tẩy chay cuộc bầu cử quốc hội hồi năm ngoái mà họ cho là thiếu công bằng. Phó giám đốc phụ trách khu vực châu Á thuộc tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch, ông Phil Robertson nói, kết quả phiên phúc thẩm ba nhà hoạt động công giáo cho thấy chiến dịch của Việt Nam nhắm vào những người cổ võ cho tự do ngôn luận vẫn tiếp diễn, đẩy thêm nhiều người vào tù vì hành động mà đúng ra không bao giờ nên coi là có tội. Các thanh niên bị tuyên án là những nhà hoạt động cổ võ cho công lý hòa bình. Họ tích cực tham gia các hoạt động xã hội thiện nguyện như khuyến khích phụ nữ không phá thai, hiến máu nhân đạo, giúp đỡ trẻ mồ côi và nạn nhân thiên tai. Trung Quốc đã đưa vào hoạt động chiếc hàng không mẫu hạm đầu tiên của họ, làm tăng thêm mối quan tâm về sức mạnh quân sự ngày càng tăng của Bắc Kinh. Hôm 25 tháng 9, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào, Thủ tướng Ôn Gia Bảo và nhiều giới chức cấp cao khác đã cùng với hàng ngàn binh sĩ hải quân tham dự buổi lễ tại cảng Đại Liên ở vùng Đông Bắc. Trung Quốc mua chiếc tàu dài 300 mét do Liên Xô chế tạo từ tay Ukraine vào năm 1998 và đã tân trang lại ở cảng Đại Liên. Tàu này được đặt tên là Liêu Ninh, theo tên tỉnh có cảng Đại Liên. Trung Quốc là thành viên sau cùng của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc có hàng không mẫu hạm. Có tin cho biết là họ cũng đang đóng các tàu sân bay bên trong nước. Lãnh tụ đối lập của Miến Điện bà Aung San Suu Kyi hôm 25 tháng 9 đã nói chuyện với cộng đồng người Miến tại Mỹ, tỏ ý hy vọng về con đường quá độ đi lên dân chủ của Miến Điện. Hàng ngàn người ủng hộ đã tới nghe bà Suu Kyi nói chuyện tại thành phố Fort Wayne, tiểu bang Indiana, nơi có một trong những cộng đồng người Miến đông nhất nước Mỹ. Bà Suu Kyi ca ngợi nước Mỹ là nền dân chủ thành công nhất của thế giới và rất vui khi thấy người Miến Điện có thể học hỏi được từ người Mỹ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin VOA Express của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 26 tháng 9, 2012. Mời quý vị thường xuyên vào trang voatiengviet.com, kênh YouTube VOA Tiếng Việt Video và trang Facebook VOA Tiếng Việt để xem tin tức và phóng sự bằng video của Đài VOA. Trà My xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin ngày mai.